tòa công bố lý do trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ đại gia Lê Thanh Thản. Kỷ luật phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang. Nhận định đúng về sự cố thiên tai vẫn thấy rất lạ. Tòa công bố lý do trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung vụ đại gia Lê Thanh Thản. Thưa quý vị, sau một buổi sáng xét hỏi, hội đồng xét xử trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung vụ lừa dối khách hàng liên quan ông Lê Thanh Thản. Lý do có một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa. Sáng 10 tháng 8, sau hơn 1 giờ công bố cáo trạng, bị cáo Lê Thanh Thản, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh là người đầu tiên được gọi lên bục khai báo. Trả lời hội đồng xét xử, ông Thản nhiều lần nói tôi không nhớ, không biết về dự án CT6 Kiến Hưng có sai phạm. Về quy hoạch chi tiết 1/500 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ, nay là Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt, ông Thản khẳng định quy hoạch này là đúng. Ông khai thêm, theo quy hoạch 1/500, doanh nghiệp của ông được phép xây dựng 3 lốc gồm C1, C2, C3. Trong đó lốc 2 là khách sạn văn phòng cho thuê. Thời điểm đó bị cáo và công ty nghĩ không làm được khách sạn nên đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép chuyển công năng sang xây căn hộ. Sau khi xin phép, doanh nghiệp của ông Thản bắt tay vào làm ngay mà không chuẩn bị các thủ tục tiếp theo nên dẫn đến sai phạm như bây giờ. Ngoài sai công năng có sai kết cấu xây dựng không, chủ tọa hỏi. Ông Lê Thanh Thản khẳng định không sai về mặt kết cấu diện tích xây dựng. Theo phê duyệt như thế, công ty BMS của ông đã xây 2 công trình, bao nhiêu tầng, chủ tọa tiếp tục truy vấn, ông Thản đáp tôi không nhớ lắm. Theo lời chủ tọa, trong giai đoạn dự án triển khai, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội không đồng ý với các văn bản thay đổi chi tiết quy hoạch. Về vấn đề này, ông Thản cho rằng khi nhận được các văn bản phản hồi thì công trình thi công đã dần hoàn thiện và bàn giao cho dân. Tôi nghĩ lúc đó đã xong rồi nên không nghĩ gì thêm, chủ tịch tập đoàn Mường Thanh nói. Ông Thản còn khai thêm, phía công ty ông bắt đầu ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ cho chung cư, cư dân từ khi xong phần móng đến khi hoàn thiện tòa nhà cũng là lúc bàn giao xong toàn bộ. Quá trình chuyển nhượng căn hộ, ông Thản khẳng định công ty đã làm đúng các quy trình. Hiện chúng tôi tiếp tục cố gắng, đề nghị với quý tòa và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội giúp chúng tôi hoàn thành thủ tục pháp lý, ông Thản bày tỏ. Về cáo buộc thu lợi bất chính hơn 481 tỷ đồng, ông Thản cho rằng chưa hợp lý lắm. Bị cáo lý giải công ty đã nộp 60 tỷ đồng tiền sử dụng đất, 60 tỷ đồng tiền hóa đơn, cùng 50 tỷ đồng mua dự án. Đó là chưa nói đến việc doanh nghiệp bỏ vật liệu ra để xây dựng. Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét tình tiết này. Khi chủ tọa hỏi phương án giải quyết, ông Thản nói hiện nay phía bị cáo đã thỏa thuận thanh toán tiền cho 13 hộ dân dựa trên hợp đồng chuyển nhượng. Doanh nghiệp đang cố gắng tiếp tục khắc phục bằng cách đề nghị chính quyền Hà Nội giữ lại các căn hộ, còn công ty sẽ đàm phán các thủ tục tiếp theo. Sau phần xét hỏi ông Thản, bà Đinh Thị Nguyệt, cư dân mua nhà cho biết, thời điểm lên công ty ký hợp đồng mua căn hộ, bà được người của doanh nghiệp giải thích sẽ cấp sổ đỏ. Trong hợp đồng cũng nêu phía chủ đầu tư sẽ hỗ trợ việc này. Người dân chúng tôi nhiều năm qua không thể thế chấp nhà cho ngân hàng, cũng không thể đăng ký cho con đi học vì xây sai phạm không được đăng ký hộ khẩu. Căn hộ chúng tôi mua từ năm 2011 đến nay đã hơn 10 năm, gây quá nhiều thiệt hại. Chính vì thế mà tôi mong tòa xem xét giải quyết dứt điểm, quyền lợi cho chúng tôi mà không tách một vụ án dân sự khác để tránh mất thời gian, chị Nguyệt nói. Theo chị Nguyệt, trong đơn yêu cầu bồi thường gửi đến tòa án, chị đã trình bày rõ phải bồi thường giá trị căn hộ ở mức 25,5 triệu đồng một mét vuông, tương đương với giá trị các khu nhà bên cạnh. Ngoài ra, chị này cũng đề nghị phía công ty bồi thường thiệt hại về tinh thần trong hơn 10 năm qua, bồi thường với chi phí nội thất đã thiết kế. Khác với chị Nguyệt, một cư dân đề nghị bị cáo bồi thường ở mức giá khác cao hơn, ở mức 34 triệu đồng một mét vuông. Người này cho rằng tòa CT6C ở vị trí thuộc quận Hà Đông đẹp hơn các tòa khác nên phải bồi thường mức giá cao hơn. Còn một người mua tại nhà CT6C cho biết, năm 2017, ông mua lại căn hộ tại CT6C Kiến Hưng với giá hơn 1 tỷ đồng. Tại tòa, bị hại này đề nghị bị cáo bồi thường số tiền ông đã nhận chuyển nhượng nhà. Trước những đề nghị trên, chủ tọa đề nghị ông Thản nêu quan điểm. Đứng trước tòa, bị đại gia điếu cày hứa hẹn sẽ tiếp tục thỏa thuận đàm phán với cư dân mức bồi thường hợp lý, hợp tình. Nhận thấy một số vấn đề chưa thể làm rõ được tại tòa, hội đồng xét xử đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngoài việc trả hồ sơ, hội đồng xét xử cũng đề nghị những người liên quan tiếp tục cung cấp chứng chỉ và chứng cứ cho cơ quan tố tụng để phục vụ quá trình điều tra này. Kỷ luật phó chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang. Thưa quý vị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã thi hành kỷ luật với ông Tăng Minh Thêm, phó chánh thanh tra tỉnh bằng hình thức cách chức phó bí thư chi bộ thanh tra tỉnh. Ngày 10 tháng 8, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang có thông báo kết quả xem xét thi hành kỷ luật với ông Tăng Minh Thêm, phó chánh thanh tra tỉnh, phó bí thư chi bộ thanh tra tỉnh nhiệm kỳ năm 2020-2025. Thông báo nêu,
Ngày 3 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã tổ chức cuộc họp xem xét thi hành kỷ luật với ông Tăng Minh Thêm. Qua thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy ông Thêm không gương mẫu, không trung thực trong việc kê khai tài sản thu nhập. Đồng thời, ông Thêm vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Vi phạm của ông Thêm là nghiêm trọng, làm giảm uy tín của bản thân, của tổ chức đảng, nơi ông sinh hoạt, gây dư luận xấu trong xã hội. Căn cứ các quy định của Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang đã kỷ luật ông Tăng Minh Thêm bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ Thanh tra tỉnh, nhiệm kỳ năm 2020-2025, nội dung thông báo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Như đã đưa tin, ông Thêm đã có vợ con nhưng nhiều lần đi vào nhà nghỉ với phụ nữ có gia đình và bị quay video clip phát tán trên mạng xã hội, dẫn đến đơn tố cáo gây dư luận xấu. Nhận định đúng về sự cố thiên tai vẫn thấy rất lạ. Thưa quý vị, trong chuyến công tác thực địa và làm việc với hai tỉnh Đắk Nông, Lâm Đồng, ngày 7-8 tháng 8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ông Nguyễn Hoàng Hiệp đã nhận định hiện tượng sụt lún đứt gãy trên quốc lộ 14 các hồ thủy lợi ở hai địa phương này không phải lỗi, chính là do mưa. Nhận định của Thứ trưởng Hiệp rất nhanh, quyết đoán. Tất nhiên ông Hiệp có cơ sở bởi không chỉ vì đã đích thân khảo sát thực địa, mà còn bằng kinh nghiệm, kiến thức của kỹ sư Trường Đại học Thủy lợi, chuyên quản lý lĩnh vực xây dựng cơ bản thủy lợi, phòng chống thiên tai của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn. Tuy vậy, nhận định của ông Hiệp vẫn rất lạ, hiếm và gây chú ý, bởi lâu nay tại hầu hết các sự cố ngập lụt, sạt lở đất, nứt đập hay hư hỏng đường giao thông, thì lập tức nghe các địa phương nhà đầu tư, ban quản lý dự án báo cáo nguyên nhân là do mưa lớn. Như cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, sau vừa mới đưa vào sử dụng 3 tháng, thì nay đã bị ngập sâu 0,7m, kéo dài cả 100m. Đoạn qua xã Sông Phan, huyện Hàm Tân, Bình Thuận. Nhưng khi báo cáo Bộ Giao thông Vận tải liên quan đến sự cố này, chủ đầu tư dự án cho rằng nguyên nhân ngập lụt là do nước sông Phan dâng cao. Nguyên nhân này rất quen, từng xảy ra tương tự khi quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên, Bình Định bị hư hỏng nghiêm trọng, phải ban bố tình huống khẩn cấp thiên tai trong mùa mưa năm 2022. Lũ lụt gây ngập đô thị, nứt hồ chứa nước, đường giao thông hư hỏng, đứt gãy, sụt trượt. Xảy ra mùa mưa thì thông đường ông trời phải gánh chịu trách nhiệm vì gây mưa cực đoan, mưa lớn kỷ lục, mưa to kéo dài. Trừ một số sự cố nghiêm trọng, có người tử vong thì mới bị điều tra kỹ. Sự cố sạt lở bờ ta luy công trình đang xây dựng ở phường 10, Đà Lạt, Lâm Đồng, vùi lấp 6 người, làm tử vong 2 công nhân cuối tháng 6 hay sạt trượt trên đèo Bảo Lộc mới đây, thì báo cáo ban đầu của Lâm Đồng là do mưa lớn kéo dài. Vì vậy, nhận định chắc nịch của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã gây bất ngờ với chính quyền, ngỡ ngàng với dân chúng, dư luận. Theo ông Hiệp, tình trạng sạt lở đất ở hồ thủy lợi Đông Thanh, Lâm Đồng không phải nguyên nhân chính là mưa nhiều. Tại Đắk Nông, ông Hiệp khẳng định hiện tượng đứt gãy nứt bờ đập ở hồ Đắk Nờ Tinh là do sạt trượt, sụt lún ở quốc lộ 14 là vì nước ngầm. Nguyên nhân sâu xa là do mất rừng. Đó cũng là đánh giá của các nhà chuyên môn, các chuyên gia địa chất thủy lợi trong đoàn công tác. Có thể lãnh đạo các địa phương chủ đầu tư những dự án biết rõ nguyên nhân của các sự cố hư hỏng hạ tầng sau mưa lũ, nhưng vì sợ trách nhiệm nên đổ lỗi cho thiên nhiên, cho ông trời. Có thể họ né tránh được trách nhiệm trực tiếp trước mắt, nhưng thông tin sai sẽ gây hậu quả nghiêm trọng và lâu dài hơn. Vì vậy, nhận định nhanh, quyết đoán, thuyết phục của Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đã được người dân rất đồng tình, tin tưởng. Đánh giá đúng bản chất, nguyên nhân của sự cố thiên tai, hiện tượng thời tiết thì mới có giải pháp xử lý kịp thời, hữu hiệu. Nhận định chính xác không chỉ giúp đưa ra các ứng xử hiệu quả trong tình huống khẩn cấp, mà còn giúp tìm được các giải pháp lâu dài cho chính quyền, người dân của địa phương, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu, thời tiết ngày càng cực đoan.